cái bài Tuổi Trẻ mới đăng lên. Và đọc cái bài này thì chắc chắn rằng là sẽ có nhiều ong bự, ong lớn. À, dính nữa bà con ạ. À. Sẽ có nhiều ong bự, ong lớn dính nữa đó. Chứ không phải đùa đâu. Nói chung vụ này căng đấy. Rất là căng đấy. Rồi bà con xem đây này. Đây, 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 đây. À, vấn đề không phải nằm ở chỗ các tập đoàn nha. Nhưng mà đây cái bài này là bài các gói thầu 1.795 tỷ đồng ngân sách vào tay liên danh tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa. Nhưng mà thực ra nó không phải rằng các tập đoàn đâu. Nhưng mà chúng ta cứ đọc xem đi. Ngoài 3 dự án BT đổi đất sân bay Nha Trang tại Khánh Hòa, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn còn liên danh thầu tại 3 dự án đường hệ thống thoát lũ sông Tắc thành phố Nha Trang, tổng trị giá hơn 1.795 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. À, như vậy là Phúc Sơn nhé. Phúc Sơn thì có 3 cái dự án BT này, này tại Khánh Hòa này. À, rồi Phúc Sơn này còn liên danh 3 dự án đường hệ thống thoát lũ. À, ở Nha Trang như vậy là tất cả là bao nhiêu? 6 dự án ha. Chúng ta xem. Đó là các dự án nằm trong số nhiều dự án công trình do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư. À, thi công ở Khánh Hòa mà Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp toàn bộ thông tin hồ sơ tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. À, công nhận cái công ty Phúc Sơn này, Phúc Sơn với là ông Thuận An, hai ông này càn quét cả nước dữ ha. À, ông Thuận An thì bây giờ đã thấy rõ rồi, dính líu đến là coi như trợ lý chủ tịch quốc hội rồi. Còn ông Phúc Sơn thì không công bố rõ. À, nhưng mà nguồn tin không chính thống, không kiểm chứng được thì báo rằng là liên quan đến chỗ bác Võ Văn Thưởng thì chả hiểu thế nào. Nhưng mà chúng ta thì cứ là xem cái Phúc Sơn này ổng làm cái gì đây. Nhưng mà chắc chắn là liên quan đến những cái ông to bà lớn ha. Đó. Đó là các dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt. Nha Trang đi Đà Lạt. Còn bên kia đó, bên ông Thuận An thì Nha Trang đi Buôn Ma Thuột, còn đây Nha Trang đi Đà Lạt. Trời ơi, chia nhau thế này. Thành phố Nha Trang đến Cầu Lùng, huyện Diên Khánh là hai ha. Đường Phong Châu và hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc. Tất cả 3 dự án trên đều được tỉnh Khánh Hòa giao ban quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi Khánh Hòa, sau đó đổi tên thành ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, làm chủ đầu tư, thương thảo hợp đồng, ký kết các hợp đồng giao thầu thi công xây dựng với các liên danh của tập đoàn Phúc Sơn. À, trời ơi, mấy chỗ này là coi như làm mấy công việc này là đụng vào thấy. Trong 4 gói thầu trên, riêng phần tập đoàn Phúc Sơn không kể các công ty con liên doanh liên quan chiếm hơn 712 tỷ đồng. Đã, tức là chính thống Phúc Sơn thì đã 712 tỷ. Ngoài ra còn râu ria nữa nha. Cho đến nay theo ban quản lý dự án các công trình Khánh Hòa, tổng giá trị đã quyết toán cả 4 gói thầu thuộc 3 dự án đã nêu trên là hơn 1.689 tỷ đồng. Trong đó riêng tập đoàn Phúc Sơn đã được quyết toán hơn 617,39 tỷ đồng. Nhưng còn hơn 6 tỷ đồng chưa thanh toán lại. À, chưa thanh toán tại dự án đường Phong Châu. À, đường hết hạn bảo hành vẫn đang còn làm hồ sơ quyết toán. Chà, làm ăn cái kiểu gì vậy trời? Lâu lắc vậy, thấy không? À, cả 3 dự án nêu trên đều được triển khai thực hiện giao thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng vào các năm 2013-2014 theo nhiều quyết định về đầu tư và liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng ký ban hành. Dự án có vốn đầu tư lớn nhất là dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt, có tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 1.242 tỷ đồng. À, dự án vừa nêu gồm 2 gói thầu, trong đó gói thầu 6A thi công đoạn đầu dài hơn 2,35 km, có tổng giá trị đầu tư hơn 202,5 tỷ đồng.
được chủ đầu tư ký hợp đồng giao thầu thi công với liên danh tập đoàn Phúc Sơn, công ty xây dựng Yên Lạc và công ty xây dựng Đồng Tiến vào tháng 5 2014. Đến tháng 9 2016, các bên ký phụ lục hợp đồng tăng thêm hơn 80,8 tỷ đồng, nên giá trị gói thầu 6A thành hơn 283,35 tỷ đồng. Toàn tiền không ấy mà. Còn gói thầu 6B thì trị giá hơn 932,68 tỷ đồng. Sau đó điều chỉnh còn hơn 879,39 tỷ đồng. Nói chung là nhìn vào thấy cứ ngàn tỷ không à. Chết là chết ở chỗ đó à. Liên danh được giao thầu thi công gói thầu 6B gồm cả 3 công ty liên danh thi công gói thầu 6A và thêm công ty xây dựng số 18, công ty xây lắp điện Nha Trang. Theo các phụ lục hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng 2 gói thầu xây dựng dự án đường cao tốc đường cao Bắc Quát Cầu Lùng đã được điều chỉnh là hơn 1.162 tỷ đồng. Trong đó riêng phần tập đoàn Phúc Sơn chiếm hơn 499 tỷ đồng. Dự án đường cao Bắc Quát Cầu Lùng đã được đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2019 và đã hết thời gian bảo hành công trình. Nhưng theo ban quản lý Khánh Hòa, hiện nay các đơn vị thi công vẫn đang còn làm hồ sơ quyết toán giá trị công trình. Nhùng nhằng dữ ha. Còn dự án đường Phong Châu cũng được ký kết hợp đồng thi công vào tháng 9 2014 với giá trị hơn 532 tỷ đồng. Liên danh được chỉ định thi công gói thầu này ban đầu gồm 3 công ty. Như vậy ở đây chỉ định thầu nha bà con. Liên danh được chỉ định thầu. Chỉ định thầu rất nhiều nha. Nhưng hơn 5 năm sau, các bên ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tổng vốn đầu tư còn hơn 516,4 tỷ đồng. Dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến cầu Sông Tắc thì được đấu thầu liên danh tập đoàn Phúc Sơn và công ty xây dựng Yên Lạc trúng gói thầu 15. Hợp đồng thi công gói thầu này được ký kết ban đầu cũng có tổng giá trị hơn 115,93 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, gói thầu trên đã được thi công hoàn thành 2 công trình. Hai công ty liên danh đã được quyết toán tổng cộng hơn 96,91 tỷ đồng. Như vậy bài này ý nói gì? Ý nói rằng ở chỗ ông Phúc Sơn này. Phúc Sơn là được rất nhiều hợp đồng ở chỗ khu vực Khánh Hòa. Đã ở Khánh Hòa này thì hai ông là Thuận An và Phúc Sơn, hai ông thì chia nhau được rất nhiều. Ông Thuận An thì đã tóm một ông to rồi, còn Phúc Sơn thì chỉ dạng là bí thư tỉnh ủy là to nhất, nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ còn nữa. Phúc Sơn chưa thấy có củi ở trung ương, chỉ có củi tỉnh thôi. Còn Thuận An thì củi trung ương, củi to, củi đó củi gộc luôn. Củi gộc luôn.